mày được sản xuất cái đồ mà mà tao dùng cái chữ đó, tao cứ nói cho mày luôn, mày được sản xuất từ Made in Việt Nam đó nghe mày, thì mày nên hiểu là mày phải đứng về người Việt Nam mới đúng hơn. Cái câu đó tao cười, tao nghe tao cười hoài à đồ, tại cái câu đó nó lạ lạ rồi á, mà rõ ràng rồi y chang rồi, mày được sản xuất tại Việt Nam đó, Made in Việt Nam đó, rồi khổ rồi, mệt. Còn thẳng ra thì thằng Bình đó nói đúng á, nó nói đúng là có nghĩa là những người mà khi mang một đội óc mà cực đoan mà chống lại đất nước Việt Nam thì tôi thấy chưa có một người được người nào mà thuộc về dạng kia mà xuất sắc. Xuất sắc có nghĩa là được một cái thuộc về cái dạng giống kiểu như là đầu tàu hoặc là để lãnh đạo cái gì đó, hoàn toàn không có mẹ chứ nữa, hầu như không có. Để tôi hỏi mày một câu một à, tất cả những người lãnh đạo ở đất nước mà bỏ nước ra đi năm 1975 tới bây giờ thuộc về thành phần gọi là chống đất nước Việt Nam, ta không nói chống cộng, ta nói chống đất nước thôi. Mà thấy có ông nào hơn Mỹ Văn Thiệu không? Mà thấy có cái ông nào hơn ông Nguyễn Đô Kỳ không? Hả? Mày hỏi mày trả lời tôi biết thôi. Mà bây giờ cái chuyện cũ đó, cái chuyện đó hình như là nó chung vùi vào quá khứ, chẳng ai biết cái thể chế nữa. Mà cứ lúc nào cũng nói là đại diện cái gì hậu vệ rồi tôi la rồi tà chuyện tào lao cũng bươi cũng bóc ra, cũng bóc cũng méo ra, rồi tao rất là ghét gì đó. Đó rõ ràng chuyện đó tao bật vậy. Nói thẳng từ xưa tới bây giờ tao qua đây mấy chục năm tao chưa thấy có một người nào mà gọi gì mà để mà có một cái gì đó mà ý tưởng hoặc là những cái mà những cái lời bình phẩm hoặc là những cái gì mà thuộc dạng coi như là mình nói mà nôm na là có nhân sĩ đó hoặc là trí thức đó. Còn chuyện tào lao không, còn chuyện tào lao không, giống như thằng Phú nói đúng y chang vậy, toàn là lợi dụng rồi đi kiếm tiền rồi nó thực chất mẹ gì đâu. Rồi anh nói tới chỗ lợi dụng kiếm tiền, bắt đầu em kể cho anh Cầm mấy anh chị em nghe một cái câu chuyện này có thật hiện là bây giờ luôn nha. Và cái câu chuyện này em đang là nắm cái bằng chứng là như thế này để anh Cầm. Những người phụ nữ nha, những người phụ nữ mà vợ của mấy ông mà gọi là xuống đường đấu tranh rồi đi biểu tình bị ở tù đó anh Cầm, là mình ở bên đó nó gọi là tù nhân lương tâm đó anh. Rồi hay là tù nhân lương tâm á, em để em kể anh nghe nè. Những người vợ của các ông tù nhân lương tâm bị chồng ở tù hiện giờ nha, có nguyên hình ảnh luôn nha, gửi hình cho mấy ông ở hải ngoại á, cũng gửi hình mấy ông hồi trước kia cũng gọi là đấu tranh á, gửi hình khỏa thân này, gửi hình trách xét này, tỏ tình này, để xin đồng tiền đó nuôi thằng chồng ở trong tù, có nha anh. Đó. Hả? Thì cái người đó người ta mới nói thế này nè, tại sao thằng Tăng Thái và thằng Benny Sương nó kêu gọi cho chồng để xin để gọi là mình gọi là bán thân online đó anh. Bán thân online á, anh Cầm cho em nói cái chỗ này, thế là bắt đầu anh đi vào cái câu chuyện này hay nè. Thì anh nghĩ đi, ngày xưa những bà vợ của các ông bao nhiêu chục năm anh, bao nhiêu chục năm nuôi một đứa con hoặc hai đứa con đó. Anh có nghe kể lại. Dạ. Em có một anh, ổng cái nick là Thiên Bá Lâm, mà bây giờ ảnh không có chơi nữa, ảnh không có chơi Play nữa. Em kể luôn nè. Ba ảnh lấy mẹ ảnh được một đứa con rồi bắt đầu đi tập kết ra Bắc. Đi khi mà đi tới lúc về á, là ảnh được 20 mấy tuổi. Mà bả ở như vậy á, bả chờ ông chồng bả 20 mấy năm. Mà trong khi những cái ông tù nhân bây giờ ở mà người ta gọi là tù nhân lương tâm đấy, thằng chồng vừa ở tù được cứ mấy năm thôi, mới cứ 3 năm thôi, mà đã chụp những cái bức ảnh khỏa thân gửi cho chụp cái hình trần truồng này, em dùng chữ trần truồng luôn, gửi cho cái người đó và nói với người đó là xin tiền. Thì mấy anh chị em cho em câu trả lời rồi anh Cầm, em mời anh. Thì bây giờ anh thấy rõ ràng là nó không nói một cách khác, có nghĩa là cái người mà bây giờ họ chống phá Việt Nam họ không có lý tưởng, chính vì không có lý tưởng thành ra họ lung lay và họ lung lạc. Thì bây giờ thì tù nhân lương tâm lương tháng gì đó hầu như là toàn là không có mục đích mẹ, toàn là tiền không, tiền tình không, nó rõ ràng là vậy thôi. Thì mỗi mình chị nói là có rồi thì cái chuyện đó là em đã nói là dạ. chuyện em nói có thì anh biết có rồi thôi, chứ còn ngoài ra rõ ràng như vậy. Thì mình nói một cái điều này, từ nói một cách cho nó đầy đủ là từ thượng tầng, cái là từ thượng giờ tầng hạ cám, cái là thượng là hầu như nó có, mà nó có một cái mớ hỗn độn lộn tùng phèo, bạn ai nói nấy đường, ông nào cũng vỗ ngực xưng tên cũng nói đâu, mà chẳng con ma nào, không có ai mà đủ trình độ, không có lý luận, không có mẹ, nhưng chỉ là một cái nói giống như Phú nãy là một loại bất tài vô dụng, mà rõ ràng nó rõ ràng vậy chứ không có khác gì đâu. Thành ra mình cũng miễn bàn, nhiều khi mình lên đây về anh thì cũng không làm cái gì vậy, anh cũng không làm vậy, nhưng mà anh cảm thấy lạ điều kiểu là tao cũng không có cái, nó rõ ràng tao cũng chẳng văn bằng tiến sĩ bằng bè gì, trời, tao là người dân bình thường, đời rõ ràng thôi. Nhưng mà mình mới nghĩ lên là đất nước hiện giờ đang đau, cũng có một cái like của cái thằng nào nó vô nó vui mừng, nó vui mừng mày. Trong cái thời mùa cái đời cái mùa dịch này ra, thiên hạ đang y xèo, đang chết hoặc là đang lây nhiễm ở Việt Nam mình, thì cũng thì có một cái thằng nó nói hay quan hô người dân không hợp tác không vô cái trại cách ly, mày sướng không? Đồ má, cái mà nó đưa cho người dân mình chết thế này là quan hô. Mày biết hiểu cái điều này, khi vô tập trung cách ly là chính là nhà nước đang hỗ trợ và đang chữa trị, đi ngược lại nói lại đủ mấy đứa hổ vỗ tay, người nào phản ý là đại nói là nó ý nó muốn nói là người dân Việt Nam mà không vô những cái chỗ cách ly là nó hoan hô để rồi nó muốn cổ vũ. Mình thấy nó lạ lùng không? Nó lạ lùng nó mức độ kỳ cục. Nó có nghĩa là người ta đi vô để đó người ta cách ly, người ta tìm sự sống thì nó là không cho. Thấy lạ lùng lắm. Cho nên việc đó tôi này nó bất nhân lắm. Cho nên việc đó nhiều khi tao cũng làm biến. Có một cái like nào mà tao quên thằng đó luôn, nó bắt tiêu tôi đi kiếm lại hoài mà không thấy. Nó vỗ tay nó hoan hô người dân được bất hợp tác với nhà nước không được vô chỗ cách ly rồi mới là nó hoan hô mày. Tự nhiên mình cảm thấy mình bất nhẫn, bởi vì có những cái thành phần như vậy đó. Cho nên vì chỗ đó là mình biết liệt cho tôi nói là toàn là lão ngu lũ ngu si cả, chẳng có thằng nào mà gọi gì có một cái sự gọi như là thương dân thương đồ, nói cái miệng trời ơi đồ tôi đó mà thương dân, trời ơi thương cái gì khổ vậy đó. Nhiều khi anh thấy rõ ràng. Anh cầm anh cho em lướt sơ thôi nha, em lướt sơ thôi này. Đây là những cái hình ảnh nha. Đó, để những hình ảnh, những cái đoạn clip để xin tiền nè, những đoạn ghi âm xin tiền và những hình ảnh. Em chỉ lướt sơ cho mấy anh chị em là hiện giờ em đang có những cái bằng chứng như vậy. IQ ta sẽ trả lời mày về vấn đề loạn diễn đàn là không nè. Đó là những cái bằng chứng mà em đang giữ là những người vợ của những cái ông đó, thì ở đây mình lên tiếng là gì? Các anh chị, các ông bà cứ nghe lời của những người ở hải ngoại xong đi xuống đường là nó không đi vào một cái kết quả tốt đẹp, mà ngược lại vợ các ông ở ngoài đời còn bị, nghĩa là chính vợ người ta tự đi làm những việc đó chứ không ai tán tỉnh hết nha. Chính vợ của các ông này đi làm những cái việc tồi bại như vậy. Đó là những gì mình cần lên tiếng. Đúng rồi, tôi rõ ràng thôi. Thì đó, cái ý Cào Văn Lan nói cũng rất hay, có nghĩa là những người đó chẳng có chủ trương đường lối với con mẹ cả, phải đi chạy theo đồng tiền mà thôi. Thì cái ông kia cũng ngu, cũng để vô rồi bị ở tù thì vợ nhà để cho người khác nó xài, thế thôi, chuyện rất đơn giản thôi. Bởi vì sao mình mới nói một cái điều vậy, tại sao hồi xưa cách đây trước khi chiến tranh hay có nhiều người ta kết ra bắt người ta vẫn ở vậy, ta chờ chồng mình đây, rồi mình nói vấn đề chung thủy, ta cũng không muốn nói vấn đề kia, còn cái chuyện cá nhân ai cũng kệ mẹ đó. Thì mình mới thấy là cái sự hồi xưa người ta đi đây là người ta đi vì lý tưởng, vì chỗ đó thành ra cái người vợ ở nhà họ lúc nào cũng có một cái điều gì đó mà họ tôn thờ và họ chờ chồng. Còn ngược lại bây giờ chỉ 2 năm thôi là vợ lấy người khác rồi, mệt lắm. Thì chưa tới 2 năm anh, chỉ có mấy tháng thôi anh. Trời ơi, vậy thôi tệ quá rồi, tệ thôi mình không bàn cái chuyện nữa. Mình không bàn chuyện nữa, mình chỉ nói là cái điều ở trong lúc Việt Nam mình hiện giờ trong cái mùa đại dịch này là thì có những cái thành phần chẳng hạn như đây, ta nói thẳng luôn, kể cả ngại quy có nó luôn trong đó nữa, có nghĩa là nó vẫn suối dân mình đi vào chỗ chết, hiểu nó chưa? Nó tán thành, nó bắt người ta phải, nó suối người ta cưỡng lại những cái lệnh mà của nhà nước đưa ra để người ta tự do lây nhiễm. Đó là mày vô suối dân là chết đó. Nó hỏi rằng bữa nay tôi mới dồn đây là 101.000 người ở Việt Nam bị lây nhiễm rồi đó. Nó thẳng lại vậy. Cho nên vì cái đó mà nó còn ngộ lắm. Mà nó thấy dân mình bệnh hoạn là chết rồi, tụi này nó cười, nó vui lắm. Ta không biết đi làm con người gì, ta không hiểu. Tao nói rất là mày cứ để anh cầm anh chia sẻ xong rồi tao đưa mày lên. Nhưng mà rồi mày lên mày nói đi, mày không khe, tao không khe mày lên cỡ mày nói cỡ nào. Bởi vì sao? Tao với mày, tao rành mày, tao hiểu mày quá nhiều rồi Quy. Tao đâu không phải mới đây, 4 năm rồi, đâu có đơn giản gì đâu. Mày từ xưa đó, không nãy cái thằng này thằng gì Hạo Nam mà thằng gì lên nó nói mày rồi đó, từ Thượng Vàng Hạ Cám rồi Đà Bình Quân Đông nói chung Đông Tà trời trời đồ, thì mày tôi cái dằn tanh phần nào tất cả mọi người ở diễn đàn này đều hiểu rồi, mà kể cả cao trong nước người nào biết nghe tên mày ai cũng biết chứ không ai cũng biết. Mệt chỉ là cỡ bự, tao nói mày rồi 1.000 năm nữa không làm được cái gì, nó thẳng là vậy. Ok thôi anh nói về câu thì anh xuống thôi chứ mày nói nó chán lắm. Dạ. Okay. Dạ em cảm ơn anh, em chào anh.